đẹp quá. Sợ gì à? Ui. door. Đi câu. Con đặt tên này. Tên con này. Nó xếp nhỏ cân đến nâng. Đấy. Là cân đấy nè. Một cân chín. Ba. Cảm ơn. Bác ơi lấy cá. Bán cá. Cá này bao nhiêu một cân đấy? Cá này cho con này. Con này to thế, không biết có ăn hết hay không á. Đáng quá. 3 cân 8. 3 cân 8, 1 cân 70 nghìn. Đấy. 260, 270 nghìn. Bán cá. Cá này ăn lẩu được không? Ăn được. Này cân bao nhiêu đấy? Cân 70. Rồi đấy bác, 2 con này. Cá to đấy nhỉ. Mình cân 280.